Em gọi nè bạn. Đi sao á? Chị Mén gọi nè bạn. Vậy là con này là kẻ thắng đi đi học ở trên Sài Gòn phải không ta? Đúng rồi đó. Không. Vậy đi trên đâu đâu đâu. Để quay em cho anh nè. Gì? Không, không, không. Mày làm, mày làm. Không anh, không anh, không anh. Ghé đây mua sách bia đi ha, lên chảnh ba anh em uống. Ông chạy vô mua cho. Thôi để lên cho tôi. Vô đây chịu xanh một tí, ông nhạc là đông đông người ngồi trên xe nó bị. Sao bị gì sao? Sao cảnh sát hả? Không phải. Để tóc tay. Cái con này bạn làm cái nhà, cái con này. Cái chương trình ca nhạc đó nó chỉ 15. Cái chương trình ca nhạc nhà mình bị bắt cái xe đạp phải không? Hồi đó nó lớn chuyện dài vậy. Cái chương trình ca nhạc được này nó lấy là tình mùa hè đúng không? Tình hè, tình hè đó. Tình hè ơi tình. Tình hè đúng rồi anh ba. Tình hè. Bây giờ nó ở sao nó học. Oh, dầu dây hương lộc. Đấy cũng vậy.